các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần ngữ pháp diga n L hoặc L Đây là nơi n. Đây là n. Thì cái ngữ pháp này được học ở bài số 4 trong giáo trình số 1A. Đây là mẫu câu sử dụng khi hỏi và trả lời về địa điểm hoặc vị trí ở thời điểm hiện tại kết hợp với danh từ chỉ nơi trốn. Ví dụ như là no Eo Đến rô đấy không có bắt chim no Eo Miêng Tông Miêng Tông Eo Ví dụ Yoki Ga uti ừ, Eo Đây là đâu nhỉ? no Eo Đây là no Yoki Ga Miêng Tông Eo Yoki Ga In Sa Tông 네, Ví dụ chúng ta hỏi là, 요키가 인사통 Và chúng ta, và người ta hỏi như vậy, thì chúng ta sẽ trả lời là, 네, 인사통 Hoặc một số người Hàn Quốc đi đến Thái Nguyên hỏi 요키가, Thái Nguyên thì chúng ta có thể là hỏi, thể trả lời là, 네, 요키가, Thái Nguyên thêm nữa chúng ta có phía trước chúng ta có yoki thì chúng ta yoki dùng để chỉ vị trí của người nói hoặc gần nơi hoặc nơi gần với bản thân yoki dùng để chỉ vị trí xa cả người nói và người nghe cơ ki dùng để chỉ vị trí xa người nói nhưng gần người nghe hoặc địa điểm được nhắc tới trước đó ví dụ Yokika miếng tung đây là miên tông châu nam san niaio kia là nam san kia là cái núi nam san cho nên tây hang nô ở đâu yên cực là yên cực là kịch thì à, tôi xem kịch ở tây hang nô tây hang nô tây hang nô nô yếu? Tức là ở THN no, á, có gì cả, đó là ở đâu nhỉ? Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc show edu vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sucukohasashimita. Bye bye.